Cập nhật đến chiều 17 tháng 7, tâm bão số 1 Talim đã ở tọa độ khoảng 20,8 độ Vĩ Bắc, 111,6 độ Kinh Đông, chỉ còn cách Móng Cái, Quảng Ninh khoảng 400 km về phía Đông Đông Nam. Trong 3 giờ qua, bão số 1 tăng tốc lên 20 đến 25 km/h với sức gió cấp 12, giật cấp 15. Dự báo khoảng sáng đến trưa 18 tháng 7, cơn bão sẽ đổ bộ vào đất liền miền Bắc. Chiều 17 tháng 7, các địa phương như Quảng Ninh, thành phố Hải Phòng tổ chức cấm biển, không cho tàu thuyền ra khơi. Để giảm thiệt hại về người, tài sản và đảm bảo an toàn cho hoạt động bay, ngày 17 tháng 7, các cảng hàng không quốc tế Vân Đồn, Quảng Ninh và Cát Bi, Hải Phòng cũng đã triển khai hoạt động phòng chống cơn bão số 1. Để ứng phó với những tình huống bất ngờ, đồn biên phòng đảo Bạch Long Vĩ tổ chức một tiểu đội cơ động để sẵn sàng cơ động xử lý các tình huống xấu, thiết lập hai xuồng máy và có phương án trưng dụng tàu của ngư dân trong âu cảng tham gia thường trực phòng chống bão số 1. Ngày 17 tháng 7, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy PC04 di lý đối tượng Đào Phú Thảo, 59 tuổi, quê quán huyện Thọ Xuân, từ Gia Lai về Thanh Hóa để phục vụ công tác điều tra. Đào Phú Thảo chính là đối tượng tham gia đường dây mua bán vận chuyển trái phép 4,2 kg thuốc phiện. Khi đường dây bị phá vào năm 1997, Thảo đã bỏ trốn và bị Công an tỉnh Thanh Hóa ra lệnh truy nã đặc biệt. Ngày 15 tháng 7, sau khi nhận được thông tin có đối tượng Đào Xuân Thình có đặc điểm nhận dạng giống Đào Phú Thảo đang đi bán vé số tại xã Iapet, huyện Đắk Đoa, tỉnh Gia Lai, Phòng PC04 Công an tỉnh Thanh Hóa đã cử tổ công tác trực tiếp vào xác minh. Kết quả xác định Đào Xuân Thình chính là Đào Phú Thảo. Phòng PC04 Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Phòng PC04 Công an tỉnh Gia Lai bắt giữ đối tượng. Chiều 17 tháng 7, Công an tỉnh An Giang cho biết tại khóm Xuân Hòa, phường Tịnh Biên, thị xã Tịnh Biên xảy ra vụ cha dượng nhiều lần đánh đập dã man con riêng của vợ dẫn đến thương tích. Đó là trường hợp MT, 14 tuổi, ngụ khóm Xuân Hòa, phường Tịnh Biên, liên tục bị cha dượng là Trần Thanh Hòa, 26 tuổi, ngụ ấp Bình Hưng 2, xã Bình Mỹ, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang, hành hung. Hòa khai nhận khoảng năm 2020, Hòa sống chung với chị B, 32 tuổi, cùng con riêng của chị B là cháu T, mưu sinh bằng nghề buôn bán nước đá. Trong quá trình chung sống, cho rằng T không nghe lời nên Hòa tức giận và thường xuyên dùng nhiều loại hung khí đánh T, gây thương tích nặng. Chiều 17 tháng 7, sau khi nghe bản luận tội của Viện Kiểm sát với mức án đề nghị từ 19 đến 20 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Hoàng Văn Hưng là cựu điều tra viên chính của vụ án chuyến bay giải cứu, tiếp tục phủ nhận cáo trạng và kêu oan trong vụ án. Bên cạnh kêu oan, bị cáo Hưng tiếp tục phủ nhận mình nhận chiếc cặp mà bị cáo Nguyễn Anh Tuấn nhờ người mang đến, trong đó có 450.000 đô la Mỹ. Nguyên nhân chính dẫn tới bị truy tố oan, theo Hưng là do các cơ quan tiến hành tố tụng. Bị cáo Hưng cho biết cơ quan an ninh điều tra đã cố tình buộc tội oan đối với bị cáo. Theo cáo trạng, bị cáo Nguyễn Thị Thanh Hằng, cựu phó tổng giám đốc công ty Blue Sky và Lê Hồng Sơn, cựu tổng giám đốc công ty Blue Sky, hối lộ hơn 38 tỷ đồng cho nhiều quan chức khi tổ chức các chuyến bay giải cứu. Đến khi vụ án bị điều tra, Hằng nhờ Nguyễn Anh Tuấn, cựu phó giám đốc công an thành phố Hà Nội, tìm người lo giúp để không bị xử lý hình sự. Nhận lời, Nguyễn Anh Tuấn kết nối với Hằng gặp Hoàng Văn Hưng, cựu trưởng phòng 5 cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an, lúc đó là điều tra viên chính của vụ án chuyến bay giải cứu. Hằng đã đưa cho Tuấn 2,65 triệu đô la Mỹ, sau đó Tuấn chuyển cho Hưng hơn 2,2 triệu đô la Mỹ để chạy án. Tuy nhiên, sau này Hằng và Sơn vẫn bị khởi tố bắt giam. Với số tiền nhận hối lộ hơn 42 tỷ đồng, tới sáng 17 tháng 7, gia đình bị cáo Phạm Trung Kiên, cựu thư ký Thứ trưởng Bộ Y tế, mới khắc phục được 15 tỷ đồng. Trong bản luận tội, đại diện Viện Kiểm sát đề nghị tòa tuyên phạt tử hình Phạm Trung Kiên về tội nhận hối lộ. Đại diện Viện Kiểm sát đánh giá hành vi phạm tội của Phạm Trung Kiên đã phạm vào tội nhận hối lộ, cần phải xử lý nghiêm để răn đe các bị cáo khác, để giáo dục phòng ngừa chung. Theo đại diện Viện Kiểm sát, thời điểm dịch Covid-19, các doanh nghiệp muốn xin cấp phép để tổ chức chuyến bay giải cứu phải chi tiền theo mức mà Phạm Trung Kiên yêu cầu. Trong vụ án, Kiên nhận hối lộ nhiều lần nhất, tổng số tiền nhiều nhất, thủ đoạn trắng trợn nhất. Khi vụ án bị khởi tố để che giấu hành vi phạm tội của mình, Kiên đã chuyển khoản trả cho các doanh nghiệp 12 tỷ đồng và nhờ các doanh nghiệp khai đây là tiền trả nợ.
Ngày 17 tháng 7, ông Trương Đình Thành, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết đã giao Công an và Liên đoàn Lao động thành phố Huế xác minh xử lý vụ việc ẩu đả gây mất an ninh trật tự giữa một nhóm du khách với nhóm chạy xích lô ở thành phố Huế. Từ ngày 15 tháng 7, trên một số tài khoản Facebook đã đăng tải đoạn clip ghi cảnh đánh nhau trước quán nhậu D ở đường Võ Thị Sáu, thành phố Huế, với tiêu đề "Một góc quay khác vụ xích lô và khách du lịch", tạo thành chủ đề phó xích lô gây bão trên mạng xã hội. Kết quả xác minh ban đầu cho thấy, sự việc xảy ra vào khoảng 20 giờ đến 21 giờ ngày 13 tháng 7 tại đường Võ Thị Sáu, thành phố Huế. Liên đoàn Lao động thành phố Huế cho biết đã có báo cáo với Ủy ban Nhân dân thành phố Huế sau khi làm việc với những người hành nghề xích lô có xuất hiện trong clip. Những người đạp xích lô liên quan trực tiếp sự việc đều hành nghề tự do, họ không tham gia bất kỳ nghiệp đoàn xích lô nào. Ngày 17 tháng 7, Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau cho biết đang làm quy trình kỷ luật với hình thức cảnh cáo về mặt chính quyền đối với ông Nguyễn Văn Đô, nguyên Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Cà Mau. Trước đó, khi còn đương nhiệm, ông Đô bị tố cáo kê khai tài sản không trung thực. Sau khi tiếp nhận đơn, Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy Cà Mau tiến hành xác minh và xác định nội dung tố cáo là đúng. Cụ thể, ông Đô không kê khai tài sản đúng quy định, gồm 3 thửa đất và công trình điện năng lượng mặt trời trị giá đầu tư khoảng 1,5 tỷ đồng ở xã Khánh An, huyện U Minh. Trong dự án năng lượng điện mặt trời, ông Đô còn vi phạm hợp đồng lắp đặt hệ thống điện mặt trời thiếu các hóa đơn, điện mặt trời áp mái nhưng thực tế không đúng quy định. Chiều 17 tháng 7, Công an tỉnh Cao Bằng cho biết cùng ngày Công an thành phố Cao Bằng nhận được thông tin từ một ngân hàng có chi nhánh tại thành phố Cao Bằng về việc một khách hàng nữ tên H trú tại thành phố Cao Bằng đang có ý định rút 260 triệu đồng trong tài khoản. Qua trao đổi, bà H cho biết có một đối tượng với nick Zalo Lê Hoàng gọi điện nhiều lần cho bà H và tự xưng là cán bộ Công an thành phố Hà Nội và nói bà H liên quan đến một đường dây ma túy. Số tiền trong tài khoản của bà H là do phạm tội mà có. Đối tượng yêu cầu bà H rút tiền trong tài khoản, sau đó hướng dẫn chuyển tiền đến tài khoản của Công an thành phố Hà Nội để tạm giữ, nếu không sẽ tạm giam bà H 6 tháng để điều tra. Do quá sợ hãi, bà H đã đến chi nhánh ngân hàng yêu cầu rút hết toàn bộ số tiền trong tài khoản để mang đi ngân hàng khác gửi cho đối tượng. Sau khi được lực lượng chức năng giải thích, bà H đã hiểu và dừng việc giao dịch.